Chào cả nhà. Chào mấy cô chú. Cả nhà ơi, nay em dẫn bé Nhi đi chợ cả nhà, mua cho bé Nhi ít đồ. Tại vì bé mới lên cái đồ cá nhân của bé cũng chưa có đủ á. Bây giờ hai chú cháu em đi chợ, mời cả nhà cùng đi chợ với hai chú cháu em nha. Rồi em đi với bé Nhi đang trên đường đi á. Thấy con chó dễ thương quá trời luôn nè. Nó lạc đâu ngoài đường nè. Này bé mới lên á, bé cũng có đem theo mấy bộ đồ à. Rồi thôi em dắt bé đi chợ á, để bé lựa thêm mấy bộ nữa đặng bé có thay đổi á. Đâu con khoác vô thử hay nhi, con khoác vô thử đi con, để biết sao không vừa cái con đổi được khỏi mất công ra nữa. Vừa đẹp luôn. Nhi thích màu đen. Hầu như gái bây giờ ai thích. Kéo lên thử coi con, kéo lên thử coi. Ai cũng thích màu đen đó. Quá tuyệt vời, đẹp ha. Rồi. Đây nè con, thấy cô thấy mấy đứa nó mặc cỡ cái lớn đi, cái bé cái nào con thích thì lấy con. Nó lấy cặp. Hai cái đó bỏ lên ghế đi, chút con cắm. Nó lựa áo đen đi. Để áo đen này con. Con lựa đi, con lựa áo đen mà con lựa mẫu cho con coi thôi. Con thích áo nào con lấy. Con lựa hết đen ra đây cho con ha. Nhi thích màu đen hả con? Nó thích đen thôi à? Dạ, nó thích cái gì nó lấy cái đó chị. Tại vì màu đen mặt nó mốt màu đen mà nó ớt nữa. Em thì em khoái màu trắng à. Hình thấy cái hình này tuổi của con hết á. Rồi ok. Này, bà chủ bé mới quê lên bà chủ tính bớt cho bé rồi, nha. Rồi yên tâm. Rồi hai cái này chị lấy cho 150 thôi. Dạ. Cái lấy 150 nè. 150, 50, 200. 200 mới này 85 lấy cho 70 nè. Đó hai cái này nè. 201 lấy 100. 150, 250. 250 là 300. 450, 500 chẳng. 500 chẳng. Một đống đồ mặc lả lê luôn. 500 ngàn. Rồi ok. Rồi thôi 500 bớt cho con 50. Lấy là 450. Rồi thấy cô thấy bé dưới quê lên tội nghiệp á cả nhà. Cô bớt cho bé 50 ngàn. Rồi. Cái gì cảm ơn cô đi con. Rồi cô thấy cho rồi. Bây giờ em dẫn bé Nhi qua mua cho cháu một đôi dép để cháu mang nha cả nhà. Em thấy đôi dép của cháu cũ quá rồi. Rồi. Cảm ơn bà chủ nha. Em chào cả nhà. Nay em dẫn bé đi chợ á, xong rồi mua cho bé ít đồ á, xong giờ em dẫn bé cho bé đi ăn sáng nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà dùng hủ tiếu với em với bé Nhi. Mời bà cô chú hủ tiếu với con chú. Đi chợ quê thấy vui không?
chanh không con? Chanh đi. Chút nữa mình về mình ghé tiệm tạp hóa mua cho bạn thùng sữa, tại vì có cô hai Tiền Giang á, cô hai Tiền Giang nhờ em mua dùm cho bà thùng sữa cả nhà. Cô hai là có nhờ em đi mua gì đó ngon ngon ăn, cô hai đãi bé Nhi ăn bữa. Cảm ơn cô với con. Cảm ơn con này. Em thay mặt bé Nhi với bà em cảm ơn chị nha chị. Con biết đường đi chợ chưa? Ở trên nhà bà thăm bà cổ thăm bà mà ăn nó làm gì rồi, rồi còn mấy trăm nữa không biết là ta có thể không. Nó chụp.
xin cái giấy rồi. Mua là nó bán không hết sao? Không có nó bán không hết sao? Không có nó bán không hết sao?
Bé Nhi á còn mới đó, cả nhà ra đường bé Nhi còn nhút nhát, không có nhảy quay đó cả nhà. Cả nhà cháu thì ngồi với cháu và em với cháu xin phép kết thúc clip nha cả nhà. Em ở nhà vào clip ngày mai.